Ồ, nằm giỏng thôi, sao nghe thảnh thơi dữ vậy? Ba ơi, không nhà nghỉ ngày qua đây nữa. Lên. Cái gì? Lên mạng coi xem cái đẹp nó đúng không? Cái đồ gói xem đàng hoàng bình thường. Thấy không? Thấy có gì đâu, thấy không? Ừ. Ơi. Chơi gì bắt quá trời quá đất mấy quạt vậy? Ồ, năm chết luôn này. Thấy quạt trên đó xuống đây thẳng ra. Ê, thấy không? Anh nói nghe nè. Thường thường á, cái thời tiết nóng ra nè nè. Cưng mở mới quạt về là cưng bị sai lầm lớn luôn á. Chứ thời tiết nóng là tắt mới không quạt hả? Không phải là mình không mở quạt, mình mở quá quạt á. Anh hỏi vậy nè, nè, thấy quay luôn nè. Cưng bị sai lầm có vấn đề đó. Hiện bây giờ cái không khí nóng mà cưng mở mới quạt đúng một chỗ vậy, nó thổi tất cả không khí nóng vô ngược vô cưng, càng nóng thêm. Cưng thấy cưng càng quạt đi. Cưng càng quạt cưng thấy cảm thấy là cái cơ thể mình càng nóng thêm, tại vì nó hút cái lượng hơi gió nóng rồi á, nó thổi thẳng ngay cưng luôn. Để nói nghe, quạt vậy em nằm có 10 nửa tiếng mà nó ướt áo. Nóng. Nóng không ngủ được luôn. Đây, cái quạt mà đừng nên mà để như vậy. Tốt nhất á, mình bấm cho nó quay. Đó. Mà sao khi đây, với thứ hai nữa, cưng vỡ cái quạt á là cưng để trong tường nó thổi ra ngoài cánh cửa, cưng đừng để mà ở ngoài quay để cánh cửa nó thổi vô. Cho nó qua hai miếng xong quay lại. Để trực tiếp là càng ngày là cái da của mình nó càng khô. Thứ hai nữa, để máy quạt là mình phải quay máy quạt ra, mình thổi ra ngoài cửa. Tại vì nó thổi cái không khí nóng ra ngoài. Còn cưng để ngay cửa cưng thổi vô là nó hút cái ngoài ở ngoài đường á, hơi nóng ở ngoài đường nó thổi cho ngược vô là cưng càng nóng thêm. Thứ hai nữa, hạn chế bớt tắt máy quạt đi, đừng để bao nhiêu cái quá. Quạt một cái là được rồi. Rồi còn cái nữa, cái muốn mát á, múc một thau nước, mình để ngay cái chỗ máy quạt nè. Nó máy quạt nó quạt cái hơi nước vô người mình. Nước gì? Nước lạnh. Nước lạnh á. Nước lạnh à? Ừ, nếu có nước đá thì mình. Đá tốn quá. Nước đá là mình sẽ tốn thêm vài ngàn nếu mình muốn đá. Còn không mình lấy cái một cái thau mình thể vô ngay cái máy quạt nè. Mình thổi. Rồi lấy thau mình múc nước đi. Thì đây là cái cách để mình hạn chế bớt cái sự nóng nảy khi mùa nóng nha cơ chú anh chị. Thì nhớ mình đặt máy quạt á, cho dù mình lỡ mình có bấm đứng á, đứng luôn cũng được, mà mình quay cái máy quạt ra ngoài cửa, mình không quay cái máy quạt vào trong. Tại vì nó hút cái không khí nóng ở trong nhà mình á, thế nó sẽ thổi ngược ngược ra ngoài cái cửa. Nên á, cô chú chị mình hãy bắt như thế. Đây nè, mình nếu có nước đá cũng hợp lắm à. Đó. Đó. Thì bây giờ. Cái này cho quay không? Cái này á, nếu mình để nước là mình không để cho nó quay, mình cho nó cúp cái đầu xuống. Nó quạt cái hơi nước vô người mình, cảm thấy mình nghe nó dịu mát lại, chứ nó không thật sự là nó mát nha. Nó dịu dịu nóng xuống. Đó. Đây nè, cưng muốn đó, cưng để lên một cái ghế nè. Đó, cao lên. Đó, để ngay đó. Cho nó thổi cho một cái hơi do nước nè. Nó thổi vô người mình. Là mình hạn chế bớt cái độ nóng xuống. Đó, số này cho mặt. Đó. Khi mình để vậy á, nó hơi nước nó thổi vô người mình. Thổi nước luôn lên luôn. Chứ sao? Thì nó nổi cái hơi nước mà. Nó giảm đi cái độ nóng chứ không phải là nó làm mát cho mình đâu nha. Giảm được xíu. Nó giảm đi cái độ nóng. Cái này chút. Cảnh nói thiệt nha. Mười là được cái một hai phần giảm bớt. Là mình giảm đi cái độ nóng thôi chứ không phải là cái bình quạt như vậy mà nó mát như. Cho nước đá, có nước đá vô là đỡ hơn nha. Đúng, có nước đá vô thì mình nó mát hơn một miếng mà nó sẽ tốn ra tiền. Mình làm cách này thì nó sẽ không có tốn cho kém cho mình. Đó. Nhớ mình quạt á, mình đừng có để cái quạt quay ra vô trong nhà, mình cho máy quạt ra ngoài đường á, nó thổi cái nó nóng ra ngoài có hơi nước cái hơi nóng ra ngoài nó vô không? Nếu mình để cái máy quạt này nó quay như vậy nè, phải không? Là cái hơi nóng nó sẽ rút vô trong cái máy quạt, nó thổi gì cho mình. Còn mình để trong nhà nó thổi trần ngược ra. Nó giờ nghe nó dịu dịu hơn ta. Nó đỡ hơn. Có cái thau nước này. Đúng. Mình để vậy này, mình thổi vậy đây, mình ngủ rất là ok. Nó dịu mát đi. Làm trưa giờ ngủ không được, nóng quá. Nóng lắm. Chứ mình đừng có sai lầm mà mình để máy quạt nha, mà để mà từ cánh cửa mình thổi vô hơn một giờ mà chưa ngủ thì được. Đó, thì đây là cái cách để mình khắc phục khi mà nhờ những cái ngày nắng nóng cho cô chú anh chị mình nó dịu mát lại mà một phần nào đó, chứ thật sự mình nói là mát lạnh như máy lạnh là không có nha. Cho dù mình để nước đá luôn thì nó quạt cho mình nó mát vậy thôi chứ không có máy lạnh. Giảm đi cho cái sự nóng cho trong cái phòng mình đi đó. Chứ còn mà cô chú anh chị mình nói ai mà nói là để như vậy mà thêm nước đá vô nó mát như máy lạnh là không có, cảnh bảo đảm nha.
mà nó quạt, nếu có để đá vô quạt trong vòng có hơn nửa tiếng là nó tan hết đá, tan nhanh lắm. Ờ, tan nhanh lắm, màu tan lắm, đúng. Nó đây là cái cách để mình giảm đi cái nóng trong phòng của mình, nhất là phòng trọ mà mình đây làm cái phòng trọ thì có thể nó hạn chế đi cái sự nóng cơ trong người nha cô chú anh chị. Nếu mà cô chú anh chị mình á có xem kênh Cảnh, nó có thấy hữu ích và mến kênh Cảnh, cho Cảnh xin một like và một lượt đăng ký nha, nhớ bật chuông để nhận video kế tiếp Cảnh nha. Thôi, Cảnh chào tất cả cô chú bác anh chị mình nha, hẹn gặp lại video sau nha.